vị, đoạn video clip về nữ giáo viên bị đồng nghiệp đuổi ra khỏi lớp này từng gây xôn xao hồi tháng 10 năm 2022. Trong diễn biến mới của vụ việc, chiều 6 tháng 2 năm 2023, theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Thanh Niên, chi bộ trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với giáo viên Hồ Thị Tâm. Bà Hồ Thị Tâm cũng chính là giáo viên trong clip bị nam đồng nghiệp đuổi ra khỏi lớp. Theo đó, ngày 2 tháng 2 năm 2023, bà Hồ Thị Tâm bị chi bộ của trường ra quyết định kỷ luật khiển trách về mặt đảng vì đã có những vi phạm liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận. Phóng viên báo Thanh Niên đã liên hệ với giáo viên Hồ Thị Tâm để có thông tin đa chiều về sự việc. Qua trao đổi, giáo viên Hồ Thị Tâm cho biết lý do khiến bản thân bị kỷ luật là vì không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và các hoạt động của đảng, báo cáo sai sự thật, vi phạm quy chế dân chủ. Bà Tâm cho biết thêm, dù trong sự việc có rất nhiều người liên quan, tuy nhiên, chi bộ trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng chỉ kỷ luật một mình bà. Bà Hồ Thị Tâm khẳng định đã đặt câu hỏi này với thầy Ngô Đức Thức là hiệu trưởng, bí thư chi bộ trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và được phản hồi rằng, các giáo viên còn lại liên quan đến sự việc chỉ có hành động thiếu sót và sơ suất. Theo bà Hồ Thị Tâm, việc chi bộ trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng ra quyết định kỷ luật một mình bà là không hợp lý. Cũng trong ngày 6 tháng 2 năm 2023, phóng viên báo Thanh Niên đã liên hệ với hiệu trưởng Ngô Đức Thức để nắm thêm thông tin. Tuy nhiên, ông Thức chỉ phản hồi với lý do đang bận họp nên không thể thông tin. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2022, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên bị một giáo viên nam dùng tay đẩy mạnh đuổi ra khỏi phòng học. Thời điểm xảy ra sự việc, trong phòng học có rất nhiều học sinh và ba giáo viên gồm có bà Hồ Thị Tâm, nam giáo viên đuổi bà Hồ Thị Tâm ra ngoài, và người còn lại là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Trước đó, có một số học sinh và phụ huynh lớp này phản ánh xin đuổi bà Hồ Thị Tâm vì cho rằng cách giảng bài của bà khiến học sinh không hiểu. Do vậy, trong tiết sinh hoạt của lớp, bà Hồ Thị Tâm đã vào lớp hỏi nguyên nhân nên xảy ra ồn ào. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp không giải quyết được nên đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Sau đó, một giáo viên thể dục được cử xuống khuyên bà Tâm. Khi sự việc đến cao trào, bà Hồ Thị Tâm không đồng ý ra ngoài, nên giáo viên thể dục đã hành động như trong đoạn video. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.